Chúng tôi Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình VanTV Houston 55.2. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một vị thân chủ rất là thân thương của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc, và chúng tôi đã bác sĩ Vũ Ban đã là người giải phẫu cho cô cách đây trên 40 năm qua từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay với lại một cái nhã ý, cô đã từ bên Canada bay sang Houston để tìm bác sĩ Vũ Ban để mà tô điểm thêm một chút cho nhan sắc nó được mặn mòi thêm. Thì thưa bác sĩ Vũ Ban, mời bác sĩ Vũ Ban gửi lời gửi chào đến quý vị khán thính giả của đài truyền hình VanTV. Vâng, chúng tôi bác sĩ Vũ Ban xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình VanTV 55.2, và chúng tôi rất vui được tiếp chuyện với quý vị ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời cô Hà Huỳnh gửi lời chào đến khán thính giả của đài truyền hình VanTV. Dạ, chào các bạn. Tôi tên là Hà Huỳnh, đến từ Toronto, Ontario, Canada. Tôi rất vui khi được đến VanTV ngày hôm nay để có thể nói chuyện với các bạn. Cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, cô Hà đã từ bên Canada và tới Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc ngày hôm nay với một cái mục đích là, tại vì thưa quý vị, cô Hà đã là thân chủ của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc cách đây trên 40 năm, hồi còn ở Việt Nam, và hồi đó cô còn trẻ lắm, nhưng mà cô cũng đã tới thăm bác sĩ Vũ Ban và đã được bác sĩ Vũ Ban làm một vài cái phẫu thuật lên trên gương mặt của cô, và cô rất là happy, cũng như là cô thấy rằng cuộc đời của cô sau khi sửa sắc đẹp từ hồi còn trẻ nó đã đem lại bao nhiêu sự thành công cho cô và bao nhiêu cái sự thương yêu hạnh phúc trong đời. Cho nên là vì cái cảm tình như vậy, mà vì cái kết quả tốt đẹp như thế trong bao nhiêu năm qua, mà bây giờ sau trên 40 năm cô lại quay trở lại mà cố ý là phải đi tìm được bác sĩ Vũ Ban để nhờ bác sĩ Vũ Ban làm thêm một vài cái dịch vụ thẩm mỹ nữa để cho đẹp thêm và trông thấy là mình sẽ trẻ trung thêm. Thì chị Bích Ngọc gửi lời chào đến cô Hà Huỳnh, và xin cô Hà có thể tâm sự một chút với khán giả của đài truyền hình VanTV về tại sao mà cô Hà lại biết chúng tôi từ Việt Nam và đã sửa những cái gì từ Việt Nam, rồi sau khi đó lại đi tìm làm sao mà lại biết được bác sĩ Vũ Ban ở bên Houston này để mà tới đây và nhờ bác sĩ Vũ Ban giúp thêm một vài cái điểm nữa để mà trên gương mặt của mình trở nên tươi mát và trẻ trung hơn ngày xưa. Dạ, em chào chị. Dạ, chào bác sĩ. Vâng. Ngày xưa trước năm 75 em có lên Sài Gòn chơi. Em nhìn thấy hình của chị Bích Ngọc quảng cáo đẹp, thật là đẹp. Em là nói với mẹ em muốn gặp chị và bác sĩ sửa em lại giúp em đẹp như vậy đó. Thì lúc đó em mới có 19 tuổi hả? Sau một thời gian bác sĩ Vũ Ban là một bác sĩ rất là có tài, nhiều kinh nghiệm và rất là khéo và mát tay. Việc làm của bác sĩ nó không có bị phản ứng, không có bị gì hết á, trong một thời gian dài rất là tự nhiên và bình thường. Tôi rất là tin tưởng ở bác sĩ. Hôm nay tôi có dịp đến để thăm một người bạn, thì tình cờ người bạn đưa tôi đến thương xá này, plaza này để chơi, thì tôi thấy bác sĩ Vũ Ban ở đây, tôi nhất định chạy vô đến gặp bác sĩ chị Bích Ngọc. Tại vì tôi rất là tin tưởng và tôi nghĩ rằng 42 năm qua rồi, bây giờ là tôi 61 tuổi, tôi cần bác sĩ giúp đỡ để một lần nữa để xinh đẹp hơn. Vâng, hay quá. Vâng, thưa cô, thế thì cái hồi mà ở Việt Nam đó là cô Hà sửa những cái gì ạ? Hồi ở Việt Nam sửa mắt chút xíu với cái nâng sống mũi lên. À vâng, thế là hai thứ đó đã làm mình đẹp rồi. Dạ, mà không có phản ứng. Không có sưng. Không có sưng mà không, trong một cái thời gian dài 42 năm. Dạ vâng. Nó vẫn như vậy. Vâng. Bình thường, nhẹ nhàng, không có gì hết. Thành ra em rất là tin tưởng. Khi em thấy bác sĩ ở đây là em chạy vô, em xin bác sĩ giúp em lần này nữa. Và nhất là lần này thưa quý vị, rất là đặc biệt là cô Hà chỉ ở đây có mấy ngày thôi. Thành ra là khi mà gặp được bác sĩ Vũ Ban rồi đó là rất là mừng, là vì mình đã gặp đúng được cái ông bác sĩ mà làm cho mình 42 năm về trước. Mình an toàn,
an toàn trên xa lộ. Nghĩa là tức là không có đau đớn mà không có bị một cái gì nó xảy ra, mà chỉ thấy là cuộc đời của mình nó thay đổi, mình có một cái gương mặt mới và nó xinh đẹp hơn lên, rồi mình thành công, rồi mình hạnh phúc và mình giàu sang, có phải không ạ? Thế cái đó là một cái mà cái bí quyết đó thì người đàn bà nào mình cũng nên nghĩ rằng thì là không phải là trời sinh ra mà để vậy, có phải không cô? Nhưng mà trời sinh ra mà để vậy thì cái đó là quá xưa rồi. Tại vì bây giờ đó, trời cho chúng ta có một cái nền văn minh, khoa học nó tiến bộ như vậy đó, tại sao chúng ta không có nhờ đến những cái bàn tay phẫu thuật của những người bác sĩ giỏi để mà thay đổi một vài cái điểm ở trên gương mặt, cái khuyết điểm trên gương mặt của mình. Nhưng để mà để hưởng thụ. Và nhất là nó không có chuyện gì, giống như là mình không có làm. Mà nhiều khi mình cũng quên luôn là mình không biết là mình đã làm trên cái gì trên gương mặt. Nó tự nhiên quá, nó giảm nhiệt quá, mình cũng quên luôn, mình không cảm thấy là gì hết. Thành ra mình rất là tự tin khi ra đường, mình cảm thấy mình ok. Thành ra mình tự tin, mình vui và mình sống cuộc sống tươi đẹp hơn. Vâng, thưa cô Hà. Thưa quý vị, 42 năm là một thời gian rất dài. Chắc là quý vị cũng như tôi đã đọc những cái phim tàu, thì hai người khi từ biệt đều nói một câu là nếu chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thì có phải đây là một cái duyên mà để gặp lại cô Hà hay không? Dạ, em nghĩ đây là một cái duyên. That's why hôm nay gặp bác sĩ và chị nói chuyện với nhau. Thành ra mình còn đi đến một cái vấn đề khác nữa, và vấn đề đó là chị Bích Ngọc với bác sĩ rất là sốt sắng và rất là nhiệt tình khi hỏi tới hỏi lui, biết công chuyện của em làm. Chị Bích Ngọc rất là sốt sắng và nhiệt tình để giúp đỡ các bạn đồng hương. Vâng, thưa quý vị, thật ra mà nói đó thì bây giờ đó có nhiều chuyện rất là hấp dẫn sẽ kể cho quý vị trong vòng độ 5 phút nữa. Chúng tôi sau khi hết cái show này đó, thì quý vị có thể thấy rằng thì là cô Hà là một người rất là thành công trên đường sự nghiệp, và cô rất tự tin là bây giờ cô trở thành một người thương gia mà có những cái cơ sở thương mại mà xuất cảng nhập cảng lên tới 5-7 triệu đô la trong vòng một tháng. Chứ không phải trong vòng một mùa tức là 6 tháng đấy, phải không ạ? Nhưng mà cái điều này để bật mí cho quý vị sau khi mà tâm sự với lại cô Hà trước nữa, là bởi vì rằng thì là cái sắc đẹp của cô Hà mà cô Hà mong muốn thì đã có đây. Thì chị Bích Ngọc hỏi Hà đó là hôm nay đó là em qua đây và cái duyên là gặp lại như bác sĩ vừa nói đó, thì đó em đi ngang qua em chỉ thấy cái tên thôi, mà em đi chơi em thấy cái tên là em chạy vào ngay và em gặp ngay bác sĩ Vũ Ban và chị Bích Ngọc. Thì đúng là người ta nói là tình xưa nghĩa cũ, nó đã cái duyên rồi. Thì bây giờ ngay cái lúc đó là em đã có ý định để mà sửa những cái gì trên mặt chưa, hay là đợi bác sĩ Vũ Ban nói chuyện rồi bàn thảo với nhau xong rồi thì là mới tính đến cái chuyện sửa sắc đẹp thêm một lần thứ hai như thế này? Lúc em gặp bác sĩ là em dự định ngay tức khắc là em sẽ nhờ bác sĩ giúp đỡ em cho đẹp hơn. Bởi vì em đã tin tưởng bác sĩ rồi. Em không cần phải phỏng vấn hoặc là có ý kiến gì nữa đó. Em đến gặp bác sĩ và em nói với bác sĩ là bác sĩ giúp cho em trẻ lên một chút xíu, đẹp hơn cho cuộc đời em những sau này còn lại vui tươi một chút. Và như thế rồi bác sĩ giúp đỡ. Và ngày hôm nay tôi rất là vui và rất là happy. Rất là happy, quý vị nghe không ạ? Cứ nội một cái câu đó không thôi là đã là một cái món ăn tinh thần, một cái lời khen tặng thôi, khiến cho một vị bác sĩ mà đã làm cho mình đẹp đó cũng phải trong lòng cũng phải xôn xao là mình đã được những cái người thân chủ thương yêu mà khuyến khích cũng như là tặng cho những cái câu khen cái tài năng của mình ấy. Thì cái điều đó là cái điều rất là cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Thì theo chị Bích Ngọc biết thì là bác sĩ Vũ Ban có thứ nhất là làm căng da này của kỳ này phải không ạ? Rồi thứ hai nữa thì là cũng sửa một chút xíu như là làm lại cái cằm và đồng thời kéo cái cổ da cổ lên để cho nó thẳng, có phải không ạ? Vâng, thì thành ra mới có mấy ngày thôi, hôm nay được mấy ngày cô Hà nhỉ? Hôm nay được là 5 ngày. À 5 ngày. Dạ. 5 ngày. Giúp đỡ em rất là vui. Em thấy em
trẻ ra một chút rồi em rất là vui khi em nhìn em. Khi mà mình đã quá cái tuổi mà 50 mà nó lên đến bậc 6 rồi đó, yeah. Thì dĩ nhiên là tất cả những cái bắp thịt, thưa quý vị, nó phải nhão, nó phải đổ. Tuy rằng từ trước mình đẹp thế nhưng mà đến cái tuổi đó là cái tế bào của mình cũng như cái bắp thịt của mình nó đã bắt đầu nó không có chịu nằm một chỗ nữa rồi. Yeah. Nó cứ từ từ nó đi xuống phía nam của cái mặt của mình thôi, phải không ạ? Yeah. Thế bây giờ sau khi mà làm xong một cái thì cô Hà sờ trên gương mặt còn thấy ngày xưa mặt mình nó đổ, thì bây giờ mình có tự mình feel thấy là cái mặt mình nó căng lên không? Em nghĩ là mặt em bây giờ thẳng ra rồi căng lên, không cứ như ngày xưa mà nhão xuống. Em nghĩ mình lớn tuổi với cái thời đại hiện tại này, mình không nên ở nhà để làm một người già, người giữ cháu. Em nghĩ đó, tuổi cuộc đời mình còn lại, con cái đã lớn rồi, thành công hết rồi, mình phải nhờ bác sĩ giúp đỡ mình để mình nhìn ra xinh đẹp hơn một chút, để mình đi hưởng thụ một chút cuộc đời, cũng như là chiều đi party với bạn, rồi đi nhõng nhõng đi shopping. Thường thường là trong cái nghề giải phẫu thẩm mỹ thì bác sĩ thường thường nói với bệnh nhân rằng không bao giờ có một cái kết quả mà nó toàn vẹn hết cả. Thì đấy là một cái tuyệt đối. Thì theo như cô Hà cho biết thì cái sự mà cô Hà chờ đợi với cái sự mà cải thiện được cái sắc đẹp của cô Hà, thì cô già đánh giá bao nhiêu từ 1 đến 10 thì cô Hà thấy rằng mình được kết quả bao nhiêu phần trăm? Ok, hiện tại bây giờ nếu mà đánh giá đó thì em chấm bác sĩ là 90%. Tại vì thật sự ra đối với em hiện tại em rất là vui khi em như em ngày hôm nay. Cảm ơn Hà nhiều lắm. Thưa cô Hà, thưa quý vị, cô Hà rất là thật thà và rất là cũng muốn khen tặng bác sĩ lắm, và đồng thời đấy thì nói cũng đúng sự thật là bởi vì suốt từ cái hôm mà sau khi giải phẫu xong thì luôn luôn đến trên văn phòng và gặp bác sĩ hoặc là gặp bất cứ một người khách nào là cô Hà cũng vui vẻ tận trong lòng và tự giới thiệu là tôi mới giải phẫu có từ ngày hôm qua, được xong một ngày nữa thì mới được 2 ngày, sau một ngày nữa mới được 3 ngày, hôm nay là 4 ngày và bữa nay mới là 4 ngày rưỡi, chưa được 5 ngày và đã cắt chỉ xong rồi. Từ căng da mặt, kéo cái bắp thịt ở trong mà bác sĩ căng da lên để cho nó thẳng, rồi thì bác sĩ nâng tất cả những cái bắp thịt ở dưới cổ cho nó thẳng lên, sờ vào thấy nó thật là thai mà nó vẫn tự nhiên, yeah. Nó không có cái sự mà căng da mà nó sạch sang một bên hoặc là nó có bị sưng nhiều hay bầm nhiều. Cái mà hay đó là cô Hà khen bác sĩ Vũ Ban là bác sĩ Vũ Ban nơi sao mà bác sĩ Vũ Ban căng da mặt mà em không thấy bầm, không thấy sưng và không thấy đau, có phải không ạ? Dạ. Cái đó thì quý vị có thể tưởng tượng được, đây mới là 4 ngày rưỡi của sau khi một cuộc giải phẫu, vừa căng da này, vừa kéo bắp thịt cho nó thẳng lên và vừa làm cái dưới cái cằm này một chút xíu nữa để cho gương mặt mình nó thẳng thóm đó quý vị. Thành ra là bởi vậy cho nên là cái sự happy của cô Hà nó đến với lại quý vị khán thính giả là một cái niềm hãnh diện cho Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc nói chung và đối với bác sĩ Vũ Ban nói riêng. Thì bây giờ Hà sau khi mà đã giải phẫu thẩm mỹ mà làm căng được da mặt lên rồi đó, thì sau này đó có nghĩ đến làm một cái gì khác nữa không? Tại vì bây giờ mình đã, người ta nói là mình đã quá hạnh phúc với cuộc đời của mình rồi, mình hài lòng với cái gì mà mình mong muốn, và bây giờ mình lại trở nên một cái cô, người ta không dám nói là cô Hà là 61 tuổi nữa, mà lúc này người ta có thể nói là cô Hà bây giờ trở lại tuổi chừng 40 mà thôi. Còn một câu hỏi để hỏi cô Hà trước khi mình chúng ta chấm dứt là cô Hà có nghĩ rằng mình chia sẻ cái niềm vui của mình bằng cách là mình giới thiệu cho những người bạn của mình đều cùng có một cái vui như là cô Hà có ngày hôm nay hay không? Dạ, em hồi nãy em có nói cho dù mình lớn tuổi đi nữa nhưng mà cái xứ này với cái cuộc sống hiện đại, mình không nên để già và lú lẫn ở trong nhà, mình nên đến gặp bác sĩ để giúp đỡ mình tươi trẻ ra, để mình đi ra ngoài mình vui cùng bạn bè, mình đi chơi cùng bạn bè, mình cảm thấy tự tin hơn. Từ đây tôi rất là vui, tôi xin cảm ơn chị Bích Ngọc và bác sĩ đã cho em
Đẹp, vậy anh vui như ngày hôm nay. Cô Hà chưa trả lời bác sĩ rằng là cái niềm vui đó cô Hà cũng muốn chia sẻ với người khác, là cũng muốn cho người khác có một cái hạnh phúc như mình, là có một cái sắc đẹp mà nó tươi mát hơn hay là không? Có giới thiệu cho bác sĩ những người người. Dạ dĩ nhiên rồi, em có nói là sau chuyến này về, em sẽ nói ý kiến của em đó, là mình cho dù mình lớn tuổi mình cũng vẫn đừng ở nhà trui gú ở trong nhà. That's why em hay vận động với người bạn của em hoặc là mọi người đó, em nói đến gặp bác sĩ giúp đỡ một chút xíu, mình tự tin mình ra đời, đã dù cuộc đời sống cũng đâu có bao lâu đâu. Lớn tuổi rồi thì mình tự tin mình ra ngoài, mình sốt thiền với bạn bè, mình đi chơi với bạn bè, mình đi nhảy với bạn bè, biết đâu mình vui quá mình sống được lâu hơn, mình ở với con gái mình lâu hơn, phải không? Em sẽ cổ động người ta ra qua gặp bác sĩ. Cô Hà rất là vui vẻ và đồng thời cũng không có ngại trong cái vấn đề mà chia sẻ cái niềm vui của mình với tất cả những cái bạn gái khác. Là bởi vì thưa quý vị, thật mà nói đó thì ít khi nào đó mà Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc có được những người khách mà đầy lòng thương yêu mọi người cũng như là cùng phái với mình như thế này. Bởi vì ai đi sửa sắc đẹp xong họ cũng muốn giấu đi, không có muốn nói là đi sửa, thì hoặc là hỏi thì họ nói là họ làm ở đâu đâu xa xa, như là đi Hàn Quốc, như là đi Nhật Bản, đi đâu đâu rửa sửa, chứ không có nói thẳng cái chỗ mà mình đã tới. Bởi vậy cho nên rằng thì là có nhiều người cũng đi tìm mà đi tìm wrong, vâng, không có đúng cái chỗ của mình sửa. Mà cô Hà đã chia sẻ như thế là cô Hà có một cái tấm lòng rất là rộng rãi, bao la và yêu tất cả các chị em bạn gái khác, giới thiệu cái thật lòng của mình cho mọi người biết là đây có 4 ngày rưỡi thôi, đúng là 4 ngày rưỡi phải không ạ? Dạ. Mà không có một vết bầm, không có một vết nhăn, mà cũng không có một vết sưng nào hết. Dạ, mà đã làm 42 năm về trước rồi. Dạ, trước 42 năm rồi, bây giờ lại làm lại. Dạ. Mà cái mà hay nhất ấy, là Hà thích nhất là nó đẹp. Có phải không ạ? Dạ, em thích lắm. Nó đẹp, lúc nào em happy lắm. Dạ. Em happy lắm. Nó đẹp nhưng mà nó lại không có sưng, không có bầm như người ta tưởng tượng. Dạ. Nếu mà những người bác sĩ khác, đó, cái này đã phải nói một câu nữa là bác sĩ giỏi thì rất nhiều, nhưng mà khéo tay thì cũng có bấy nhiêu thôi. Dạ. Cái người khéo tay là quen tay nhiều quá, làm nhiều quá đi, thành ra là cái vấn đề chảy máu nó ít và nó cũng không có làm gì mà để cho mình sưng lên, mà kết quả nó tốt hơn là những cái mà làm mặt nó sưng to lên rồi đến lúc cuối cùng quay trở lại thì má sẽ vẫn sẽ cái đó có phải là thay đổi, và cũng đồng thời là cô Hà có nhận thấy điều đó không? Dạ, that's why ngày hôm nay em lên đây để em giới thiệu với bác sĩ Hữu Bang cùng với tất cả các bạn gái nên tin tưởng để như em để đến đây gặp bác sĩ. Em đã từng gặp bác sĩ hồi em 19 tuổi. Chuyện đó là đến bây giờ 42 năm. Và em vẫn để niềm tin đến ngày hôm nay. Em vẫn tìm đến bác sĩ để sửa. Em xin chia sẻ bác sĩ tài giỏi đến cho các bạn gái, để mà khi mà muốn tự tin sửa lại một chút xíu gì của mình á, để đi ra ngoài đường thấy mình xinh đẹp hơn, cứ đến gặp bác sĩ Vũ Ban và chị Bình. Vâng, bác sĩ Vũ Ban còn ý kiến gì nữa không? Vâng, cái điều thưa cô Hà, thưa quý vị, thường thường khi có hai loại, có loại người khi sự sắc đẹp thấy thế là mình hơn lên thì thường thường họ như là cũng gặp nói, thường thường người ta giấu cái sự sửa để cho mình đẹp hơn. Yeah. Là một chuyện. Hai nữa, đôi khi người ta không giới thiệu cái niềm vui của mình với những người bạn của mình nữa. Yeah. Tại vì họ không muốn, ô mình đẹp nhưng mà tại sao mình lại chia sẻ cái đẹp của mình cho người khác làm chi? Vâng, thì cảm ơn cô Hà. Cô Hà rất là thoải mái và rất là phóng khoáng và chia sẻ cái niềm vui của mình, và không những là có kết quả tốt và đồng thời lại có niềm vui nữa. Đó là bác sĩ cũng rất là vui vẻ. Hà rất là vui mừng được thấy những bệnh nhân là cho mình biết rằng kết quả rất là tốt. Yeah. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị rất cảm ơn Hà đã cho quý vị khán thính giả tại thành phố Houston cũng như là các quý vị thân chủ đã là thân chủ của Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc từ bao nhiêu năm trước năm 75, những cái ý kiến rất là độ lượng quảng đại và chia sẻ với bạn hữu.
Thì cái điều này đây là cái điều mà ít khi mà có những người thân chủ mà cho phép viện thẩm mỹ được làm cái câu chuyện như thế này. Thì anh chị bác sĩ Vũ Ban và chị rất là cảm ơn rất là nhiều với cái sự chia sẻ này của Hà đối với bác sĩ Vũ Ban và đối với chị Bích Ngọc. Thì cái điều này là một cái điều an ủi vô cùng và là một cái sự ban khen coi như là không có gì mà quý bằng trong cái đời của người y sĩ mà để được một bệnh nhân thương yêu mà nói ra được những cái gì mình đã làm mà không có ai nghĩ rằng cái chuyện nó có là như vậy. Vâng, thì cảm ơn em rất là nhiều. Dạ không chi, đúng ra em phải cảm ơn chị và bác sĩ đã đem lại cho em một niềm vui. Em so happy. vâng, thì cảm ơn. Chúc Hà về bên Canada nhé. Yeah. Kỳ này về bên Canada làm ăn lại còn phát tài hơn, yeah, nhiều tiền hơn, xuất cả nhiều hàng hóa của mình hơn, yeah, và đồng thời đẹp hơn, đi chơi nhiều hơn và tìm được cái hạnh phúc trong cuộc đời của mình, có những ngày cuối đời của mình. Yeah. Vâng, xin cảm ơn em. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay bằng cách cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay và cuộc thu hình ngày hôm nay được thực hiện trong văn phòng ngày phẫu thuật thẩm mỹ của viện thẩm mỹ Bích Ngọc. Thì cảm ơn quý vị.